Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến. Và ngay bên cạnh mình đây, đó chính là chiếc Garmin Venue 2 Plus, một sản phẩm mới nhất và nổi bật nhất của Garmin trong thời gian vừa qua. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một series mới về Tech & Tip để hướng dẫn sử dụng chiếc đồng hồ này để giúp các bạn có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm này hơn. Và mở đầu trong series này thì chúng mình sẽ làm hướng dẫn để cách kết nối giữa chiếc Garmin Venue 2 Plus và điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Garmin Connect nhé. Không để các bạn chờ lâu nữa, bắt đầu thôi. Ok, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng bật chiếc đồng hồ Garmin Venue 2 Plus này lên nhé. Bằng cách là chúng ta sẽ giữ chặt cái phím cơ ở phía trên cùng bên tay phải khoảng 2 giây. Các bạn giữ cho đến khi nào mà chúng ta nhìn thấy logo Garmin được hiển thị lên. Đó. Như vậy đã bật được chiếc đồng hồ này lên rồi. Tiếp đến thì ở trên điện thoại thông minh của chúng ta thì sẽ phải tải ứng dụng có tên là Garmin Connect. Như các bạn thấy thì hiện tại mình đã tải sẵn rồi và đã đăng nhập vào tài khoản. Các bạn sẽ chọn vào cái dấu cộng ở phía bên tay phải trên cùng nhé. Chọn vào đây. Như vậy là nó sẽ bắt ra cái tín hiệu để giữa kết nối giữa đồng hồ và điện thoại. Mình sẽ chọn vào kết nối thiết bị. Tại đây thì nó sẽ yêu cầu các bạn sẽ phải điền được 6 chữ số ngẫu nhiên đang hiển thị ở trên cái phiên bản Garmin Venue 2 Plus. Thì đây mình sẽ có là 3, 1, 6, 8, 2, 9 và chọn vào phần ghép đôi. Ok, nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ cần đợi khoảng thời gian để đồng hồ và điện thoại có thể kết nối với nhau thôi. Chọn cho phép này. Như vậy là đã kết nối thành công rồi. Tiếp đến là nó sẽ hỏi các bạn là thường đi ngủ và dậy vào lúc nào. Như mình là thường ngủ vào lúc 11:30 này và thức dậy vào lúc 6:30 sáng. Tại đây thì trong khoảng thời gian này thì đồng hồ nó sẽ không thông báo bất cứ thông tin gì cả. Kể cả cuộc gọi đến hay tin nhắn đến á, thì mình sẽ chọn phần tiếp theo và chọn có này. Các bạn đeo đồng hồ vào cổ tay bên nào? Mình đeo bên trái thì mình chọn bên trái, còn ai đeo bên tay phải thì chọn bên phải nhé. Đấy, tiếp đến là những cái mục tiêu mình có thể đặt tại đây. Các bạn có thể set một cách là bước chân là tùy chỉnh hoặc là tự động. Tự động sẽ rơi vào khoảng 7.500 bước mỗi ngày. Hoặc là các bạn có thể tùy chỉnh theo ý các bạn này. Số tầng leo mỗi ngày này, lượng nước này và số phút hoạt động này. Mình chọn tiếp theo, mình để mặc định thôi. Và chọn đồng bộ để cho đồng bộ giữa đồng hồ và điện thoại nhé. Kết thúc. Đấy, chọn tiếp theo. Bỏ qua. Ok. Ok, như vậy là chúng ta đã kết nối thành công giữa đồng hồ và điện thoại trên ứng dụng Garmin Connect. Tiếp đến thì chúng ta sẽ làm một vài thao tác ở trên chiếc đồng hồ Garmin Venue 2 Plus nhé. Chọn bằng ngôn ngữ này và đợi đồng bộ thôi. Hoàn tất thiết lập. Đó, như vậy là đã kết nối thành công giữa Garmin Venue 2 Plus và ứng dụng Garmin Connect rồi. Chúc các bạn thành công. Và vừa rồi là một vài hướng dẫn của mình về chiếc Garmin Venue 2 Plus. Nếu các bạn có câu hỏi gì, hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.